Hello, vâng, lại là Bình đây. Ngọc Bình vui mừng chào đón tất cả quý vị các bạn, các quý vị cổ đông của tập đoàn IFT. Vâng, chúc một ngày tốt lành. Xin mời quý vị các bạn quay trở lại video của Ngọc Bình trong ngày hôm nay. Hôm nay trên trang USky Chanpot có đưa một bài viết theo Ngọc Bình rất là hay. Vâng, trước khi tìm hiểu thông tin của bài viết này cụ thể như thế nào, thì xin mời quý vị các bạn không quên nhanh chóng đăng ký kênh YouTube của Ngọc Bình, cũng như là quý vị các bạn hãy chia sẻ đường link YouTube để nhiều các nhà đầu tư nắm bắt cơ hội với cổ phần UST. Vâng, không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây Ngọc Bình xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng đến với bài viết, đó là Phái đoàn vận tải quốc tế tại trung tâm UKAI. Đây là bài viết mới nhất trong ngày hôm nay, ngày 23 tháng 1 năm 2022. Một bài viết rất là tuyệt vời. Phái đoàn vận tải quốc tế tại trung tâm USKY. UAE đã đăng cai tổ chức phái đoàn vận tải quốc tế với lịch trình tiếp tục từ ngày 14 đến ngày 22 tháng 1 do Phòng Thương mại Ả Rập Brazil phối hợp với Liên đoàn Giao thông Vận tải Quốc gia, Dịch vụ Giao thông Vận tải và Dịch vụ Học viện Quốc gia về Giao thông Vận tải tổ chức và Viện Giao thông Vận tải. Phái đoàn cấp cao bao gồm những người đứng đầu các công ty vận tải lớn nhất của Brazil đã đến với UAE để hòa mình vào môi trường công nghệ tiên tiến, vì UAE là chuẩn mực thế giới về đổi mới trong lĩnh vực vận tải hậu cần. Phòng Thương mại Ả Rập Brazil đã hoạt động hơn 65 năm với sứ mệnh kết nối người Brazil và người Ả Rập nhằm mang lại sự phát triển kinh tế, xã hội và văn hóa. Trong nhiều năm qua đã đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển mối quan hệ hai dân tộc này. Mục tiêu của họ là củng cố và mở rộng mối quan hệ đối tác, tạo cơ hội và trên hết là đưa người Brazil và người Ả Rập đến gần nhau hơn, đóng vai trò là người hỗ trợ luồng thông tin và kiến thức giữa họ. Liên đoàn Giao thông Vận tải Quốc gia là cơ quan đại diện cao nhất của các công ty vận tải Brazil. CNT điều phối và đại diện cho lợi ích của ngành CNT phát triển các ngành nghiên cứu và kỹ thuật nhằm cung cấp thông tin và kiến thức về giao thông vận tải của Brazil, hỗ trợ các công ty cũng như các hành động trợ cấp và chính sách công. Nó cũng thực hiện các dự án hỗ trợ quản lý kinh doanh và phát triển hoạt động vận tải ở Brazil. Dịch vụ xã hội về giao thông vận tải và dịch vụ học nghề quốc gia về giao thông vận tải là tổ chức được thành lập để cung cấp các hoạt động đào tạo chuyên môn, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, thể thao và giải trí cho người lao động trong lĩnh vực giao thông vận tải. Các dịch vụ này tập trung vào các nhu cầu cụ thể của phân khúc vận tải và hậu cần. Học viện Giao thông Vận tải và Hậu cần được tham khảo cho giáo dục, nghiên cứu và thông minh cho lĩnh vực giao thông vận tải của Brazil. Các mục tiêu chính của nó là phát triển tri thức, cải thiện nguồn nhân lực và đổi mới giao thông vận tải. ITL làm việc về các vấn đề kinh doanh, đặc biệt là đối với quản lý cấp cao. Ngoài ra, nó được tập trung vào việc hoạch định tương lai của giao thông. Nó làm cho lĩnh vực giao thông vận tải trở nên cạnh tranh hơn và thúc đẩy đào tạo nâng cao ở cấp độ học thuật và chuyên nghiệp với hiệu suất cao. Giám đốc điều hành Seth Selat Likon Gulan tuyên bố rằng là phái đoàn cam kết học hỏi các phương pháp hay nhất về di chuyển giao thông công cộng và luật định hướng hành khách và vận tải hàng hóa để mang kiến thức thực tiễn và công nghệ đến Brazil nhằm thúc đẩy sự phát triển của giao thông Brazil. Một trong những ngày này, phái đoàn Brazil được thành lập theo phái bộ vận tải quốc tế của UAE đã được tiếp đón nồng nhiệt tại trung tâm kiểm tra và chứng nhận USKY, nơi trước đó đã được ông Marcos Ponter, phi hành gia Brazil đầu tiên và hiện là bộ trưởng của khoa học, công nghệ và đổi mới trong chính phủ Brazil. Chuyến thăm của ông Marcos Ponter tại trung tâm USKY
đã khơi dậy sự quan tâm tích cực đến công nghệ U-Sky trong cộng đồng doanh nghiệp Brew. Vâng, các bạn thân mến, cái nội dung mà phi hành gia Brew đầu tiên đã đến thăm trung tâm kiểm tra và chứng nhận U-Sky thì Ngọc Bình cũng đã đăng tải một video về bài viết này. Quý vị có thể tìm hiểu trên kênh YouTube của Ngọc Bình. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Đây là phái đoàn vận tải Brew đến thăm trung tâm U-Sky. Các đại biểu đã được nghe về khả năng đặc biệt của tổ hợp cơ sở hạ tầng và giao thông U-Sky dựa trên các công nghệ đã được cấp bằng sáng chế của đường sắt U-Sky và cầu vượt vận tải U-Sky. Khu phức hợp U-Sky có thể dễ dàng điều chỉnh để thực hiện bất kỳ nhiệm vụ hậu cần nào trong đô thị, tốc độ lên đến 150 km/h và liên tỉnh tốc độ lên đến 500 km/h, vận chuyển hành khách và hành khách hàng hóa cũng như vận chuyển hàng hóa với tốc độ nhanh lên đến 150 km/h. Khu phức hợp U-Sky có tính năng hiệu quả, an toàn, độ tin cậy và độ bền cao cũng như chi phí xây dựng thuận lợi hơn đáng kể và chi phí vận hành tối thiểu so với các loại hình vận tải cầu vượt khác, tàu điện một dây, tàu điện ngầm, tàu điện đường sắt hoặc là cáp treo và tàu điện ngầm. Một thiết kế đặc biệt của cầu vượt U-Sky cho phép giảm đáng kể mức tiêu thụ vật liệu, đồng thời tăng độ bền và độ tin cậy cả dưới tác động của khí hậu và thiên nhiên khắc nghiệt như động đất, lũ lụt, sóng thần, gió bão, sương mù, băng tuyết, tuyết và cát trôi và các yếu tố nhân tạo phá hoại khủng bố. U-Sky nhiệt đới được chứng nhận một loại xe điện xanh thực hiện tiết kiệm năng lượng, được thiết kế cho giao thông đô thị và liên tỉnh, đồng thời thích nghi để làm việc trong điều kiện khí hậu nóng, đã khơi dậy sự quan tâm lớn của khách đến từ Brew, một hàng dài những người muốn đi thử trong chiếc xe sáng tạo, xe hành hình thành tại ga hành khách U-Sky. Đây là các đại biểu Brazil đang chờ chuyến thử nghiệm của họ với một chiếc xe điện đấy, U-Sky của công nghệ UST đấy. Và rất là tuyệt vời phải không ạ? Các đại biểu cũng đã tham quan gian hàng trình diễn giới thiệu U-Flex tốc độ cao, hiện đại và sắc nét được thiết kế để đi lại trên các cái tuyến đường dài và quốc tế, có khả năng đạt tốc độ lên đến 500 km/h. Đại diện của các công ty vận tải Brazil đã rất là ngạc nhiên trước khả năng của công nghệ cơ sở hạ tầng và giao thông vận tải U-Sky và bày tỏ mong muốn sớm thiết lập quan hệ kinh doanh đầy hứa hẹn với U-Sky Transport. Vâng, quý vị các bạn thân mến, sau mỗi lần mà các đoàn đến thăm tại công viên kiểm tra và chứng nhận đấy, công viên kiểm tra chứng nhận công nghệ U-Sky tại Sara đấy, thì luôn luôn bày tỏ sự quan tâm và họ sẽ hứa hẹn đúng không ạ với U-Sky Transport và muốn gì ạ, muốn hợp tác quý vị ạ, rất là tuyệt vời. Vâng, đây là cái thông tin mới nhất trong ngày hôm nay, ngày 23 tháng 1 năm 2022, Ngọc Bình đã cung cấp cho quý vị các bạn. Rất là tuyệt vời, đó là thông tin các phái đoàn của Brazil đã đến thăm phái đoàn vận tải quốc tế tại trung tâm U-Sky. Vâng, rất là cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi video của Ngọc Bình. Và nếu quý vị và các bạn thấy video là hay, hữu ích thì không quên hãy dành cho Ngọc Bình những nút like, nút chia sẻ. Và đặc biệt hơn, hãy lan tỏa giá trị công nghệ UST để nhiều quý nhà đầu tư chúng ta nắm giữ được cổ phần của tập đoàn về công nghệ giao thông thông minh, tập đoàn UST. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những video tiếp theo.